Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và ngày hôm nay thì Hoàng Tuấn bận cho nên chỉ có mình Nguyễn Khôi đọc báo cho quý vị nghe thôi. Bài báo đầu tiên là một bài báo của VnExpress có tên là có cái tiêu đề là Thường trực Ban Bí thư hai chấm tức là nói hoặc là tuyên bố kỷ luật phải trên tinh thần nhân văn. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, không có vùng cấm, song trên tinh thần nhân văn, trị bệnh cứu người. Chiều 13 tháng 6, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ tại Đại hội tháng 13, tháng 2 riêng của năm 2021 cho đến nay. Sau khi nghe báo cáo, ông Lương Cường đánh giá cơ quan kiểm tra Trung ương và các cấp đã có nhiều đổi mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng. Kết quả kiểm tra có tác dụng lớn trong cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, vi phạm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo cơ quan kiểm tra Trung ương và các cấp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một trong số đó là thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Hiện thưa quý vị, khi mà nói rằng kỷ luật phải trên tinh thần nhân văn thì điều đó có nghĩa là mình phải nương tay cho cán bộ của mình, nương tay cho đảng viên của mình, nương tay cho đàn em của mình và đôi khi nương tay cho cả bậc trên của mình nữa. Thưa quý vị, những lần mà thực sự là người thấy thấy rõ ràng người dân ở bên ngoài người ta nhìn thấy rất là rõ là các bố chỉ chia chác quyền lợi với nhau mà thôi, khi mà không có che đậy được nữa nó lộ ra, hoặc là vì phe nhóm đánh đấm đá nhau thì nó vẫn có những cái sự liên quan, nó ràng buộc, nó có những sự chia chác quyền lợi tiền bạc ở trong đó, cho nên nếu mà bây giờ nó phanh phui làm đến tận cùng thì nó thối tùm lum, không ai chấp nhận được. Và cái nơi cuối cùng bị thiệt hại là gì, là chính là đảng viên thôi, là đảng thôi, là tại vì người ta nhìn thấy đảng toàn các đảng viên toàn là nhơ nhớp và bẩn thỉu giống hệt như nhau và nơi nào cũng vậy. Nhưng tôi đã nhiều lần thưa với quý vị là nếu mà nó chỉ có hư thối, nó chỉ có ung thối ở một chỗ mà thôi, nó chỉ là cái sai lầm của một cá nhân mà thôi thì mình mới có hy vọng sửa chữa được. Còn đây nó thối thối toàn bộ, thối toàn đã toàn thối hết, thưa quý vị, nó hư hết rồi thì làm nhiều người cho đến bây giờ vẫn hy vọng rằng Đảng Cộng sản có thể là lúc này lúc kia có một vài cá nhân không có tốt để làm hại cái uy tín của Đảng, mình chỉ cần sửa chữa những chỗ đó rồi thì Đảng sẽ trở lại tốt lại đẹp. Nó đã hư ngay từ đầu rồi, thưa quý vị, từ trong cốt lõi, từ trong cái chủ trương, từ cách sắp xếp của nó, và nó hư bao nhiêu năm nay rồi, nó thối tha, nó bẩn thỉu như vậy mà bây giờ mà còn hy vọng là mình có thể sửa đổi được nó thì chúng tôi nghĩ rằng những cái hy vọng nó rất là hão huyền. Nếu mà một hai cá nhân nó hư hỏng thì mình có thể sửa chữa được, nhưng mà nếu mà toàn bộ chỗ nào đụng đến đâu là nó hư, nó đụng đến đâu là sai trái đến đó, đụng đến đâu là bẩn thỉu đến đó, đụng đến đâu là thối nát đến đó thì làm sao mà có hy vọng sửa chữa được. Cho nên càng một lần nữa những lời tuyên bố như thế này càng làm cho người dân người ta ngao ngán vào thôi. Người ta thấy rằng khi mà quý vị nói rằng là quý vị làm cho sạch sẽ đảng, quý vị đưa những cái đảng viên xấu, những cái thành phần xấu ra trước công chúng, không có vùng cấm, vân vân và vân vân, thì những cái đó chỉ là những cái lời nói mà thôi, sáo rỗng mà thôi. Nó nghe ra thì nó có vẻ rất là đẹp, nhưng mà trong thực tế thì khi mà thực hiện, thực hành thì nó không như vậy. Bằng chứng là khi thực hành, quý vị nói phải phải trên tinh thần nhân văn, tức là phải nương tay với nhau, phải nhẹ nhẹ thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà bệnh ung thư mà quý vị chữa nhẹ nhẹ, chữa bằng aspirin hay là chữa bằng Tylenol thì bao giờ nó hết được, và có những loại thuốc chuyên trị. Và khi nó nói đến kỷ luật là kỷ luật, thưa quý vị, nếu mà nó kỷ luật thì nó đưa tính nhân văn ra, và nhất là khi mà kỷ luật đi hàm ý nghĩa rằng sẽ đưa ra tòa để mà xử, thì khi mà ra tòa thì có luật pháp nó phải công minh, nó phải rõ ràng, nó minh bạch và nó nhất quán với nhau từ trước là sau, lúc nào nó cũng phải giống nhau thôi thì người ta mới có thể tin được vào cái thứ luật pháp đó. Còn nếu một luật pháp ngày hôm nay xử kiểu này mai xử kiểu kia với cán bộ đảng viên thì thưa quý vị, tỷ 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 tham nhũng thì đi tù 1 2 3 năm rồi đi về, thí dụ có đi tù đi chăng nữa rồi cuối cùng thì cũng 1 2 3 năm mà cũng chẳng mất mát gì cả, thưa quý vị, rồi đi về. Trong khi đó thì ăn cắp vặt, một con vịt, một bánh mì có thể tù 2 3 năm, thì thưa quý vị, làm sao mà người dân có thể tin tưởng vào một cái thứ luật pháp như vậy.
Vâng, đó là bài báo đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay. Thường trực Ban Bí thư nói là kỷ luật phải trên tinh thần nhân văn. Nếu mà giờ này mà các ông mà còn dựa trên tinh thần nhân văn để mà xử với nhau thì thưa quý vị, cho bao giờ thì mới luật pháp nó mới rõ ràng, mới công minh, và những người có công thì bao giờ mới được thưởng, mà những người có tội thì bao giờ mới lãnh nhận cái hậu quả vì cái tội phạm, những cái sai phạm của mình. Và nói đến sai phạm thì thưa quý vị, bài báo của Người Lao Động chúng tôi có trong tay như thế này. Hai cựu lãnh đạo bệnh viện thành phố Thủ Đức nói rằng biết sai nhưng mà vẫn phải làm. Đó là chia sẻ của cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức trong phiên xét xử liên quan đến sai phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện này giai đoạn 2020-2021. Chiều 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng về nhận hối lộ tại bệnh viện thành phố Thủ Đức và công ty Nam Phong. Theo đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án xảy ra trong giai đoạn năm 2021 khi bệnh viện thành phố Thủ Đức triển khai kế hoạch xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 để phục vụ công tác phòng chống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn này thì bệnh viện thành phố Thủ Đức không thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định mà lại mua sản phẩm trực tiếp từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á hoặc là mua qua công ty Nam Phong, vi phạm quy định về đấu thầu và mua sắm công. Loại kit test mà bệnh viện thành phố Thủ Đức mua là kit xét nghiệm PCR COVID-19. Luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, nhận thức như thế nào về sai phạm của mình? Trả lời luật sư thì bị cáo Quân nói trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, công tác xét nghiệm là một phần quan trọng phòng chống dịch. Để có đủ kit test theo quy định, bệnh viện phải thực hiện đấu thầu. Tuy nhiên, quá trình đấu thầu thường mất nhiều thời gian khoảng 3 tháng trong khi nhu cầu xét nghiệm cấp bách. Do đó, bệnh viện đã chọn cách mượn kit test cũng như nhận kit test trước rồi mới tiến hành các thủ tục đấu thầu. Ở đây người ta không có trách, người ta không đưa ra tòa vì là sai cái thủ tục đấu thầu, mà người ta đưa ra tòa, người ta quy định là quý vị có tội là tại vì quý vị nhận hối lộ từ những cái công ty mà nó cung cấp cái kit test đó, và cụ thể là công ty Việt Á ở đây và công ty Nam Phong. Thì bây giờ ra tòa chối tội một cách rất là ngu xuẩn, thực sự là phải nói như vậy. Làm sao mà có thể tự bênh vực cho mình, tự bào chữa cho mình khi nói rằng là mình biết sai nhưng phải làm. Đồng ý là có thể lúc đó mình cần kit test để chữa trị cho bệnh nhân để phục vụ cái nhu cầu đó, tại lúc đó thực sự là cái vấn đề kit test nó khủng hoảng không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Lần đầu tiên thế giới bị cái COVID-19 và nó hoành hành trên cái diện rất là rộng. Người ta chưa có kinh nghiệm để chống lại cái dịch bệnh này, và thứ hai là người ta chưa có thuốc để đề phòng, hay là có những bộ kit test sẵn sàng để có thể khám phá ra những cái dịch bệnh này trên con người ta. Thì lúc đó mình rất là cần, thì có thể là anh mua hoặc là anh sắm hay mượn tạm, vân 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 vân, thì cái đó, cái chuyện đó nó là bình thường thôi. Thưa quý vị, không phải chỉ ở nơi này, không phải chỉ ở Thủ Đức mới xảy ra cái hiện tượng này, mà ngay cả Mỹ là quốc gia tiên tiến trên thế giới, nơi mà đã có những cái phương pháp rất là sớm để ngăn chặn cũng như là để phát giác ra cái dịch bệnh COVID-19 này, người ta cũng phải, cái lúc đó nó cũng rũ beng lên, và Tổng thống Trump đã phải ký một cái sắc lệnh là đặc biệt để sản xuất thuốc một cách nhanh chóng. Làm sao để có thể có những cái bộ test để thí nghiệm, để thử nghiệm, để biết là người ta có bệnh hay không. Và lúc đó, cái hoàn cảnh lúc đó rất là bi đát và rất là khẩn cấp. Người ta rất là thông cảm cái chuyện đó, nhưng mà không ai thông cảm cho những người, hay là những đảng viên, hay những cán bộ, hay những người có trách nhiệm, và đặc biệt là những cái bác sĩ, những người gọi là những người có lương tâm, lương y như tử mẫu, những người được xã hội tôn trọng như vậy. Khi mà lợi dụng cái dịch bệnh đó để mà làm tiền, để mà làm giàu, để làm khổ những người khác. Và nếu mà mình đưa những cái bộ kit test mà mình lợi dụng những kit test đó để mình làm tiền thì thực sự nó rất là xấu xa, nó bẩn thỉu. Người ta nói rằng trong những môi trường mà người ta nghĩ rằng là nó phải sạch sẽ, những cái chuyện mà vấn đề mà vi phạm đạo đức nó không xảy ra được. Thí dụ như là bên thuế vụ đi, tiền bạc đi, bên công an đi, bên quyền lực đi, những cái chuyện ăn hối lộ, những cái chuyện mà ăn tiền vân vân và vân tham nhũng vân vân, nó xảy ra thì người ta nghĩ là ồ, nó gần tiền bạc thì nó rất là dễ, cám dỗ nó rất là nhiều. Nhưng có những cái môi trường mà người ta nghĩ rằng là
những người làm việc trong những cái môi trường đó, người ta trông mong là những người đó sẽ đạo đức hơn, sẽ tốt đẹp hơn. Đó là cái môi trường giáo dục, đó là cái môi trường y tế, hai cái môi trường rất là quan trọng. Hoặc là bên tôn giáo và người ta nghĩ rằng là các nhà tu phải là những người đúng đắn, những người nghiêm chỉnh và những người không có dính líu đến tiền bạc, không làm mà đạo đức nó bị ô uế, nó bị vi phạm đi. Ba cái môi trường đó, ở đây mình nói trở lại là cái môi trường y tế, người ta nghĩ rằng là lương y như tử bảo, trong nhân gian đã có câu nói đó, thì người ta nghĩ rằng là những người làm việc trong ngành này phải là những người đạo đức. Mà không ngờ thưa quý vị, khi mà nó khám phá, nó đổ bể ra, có lẽ Việt Nam là cái quốc gia duy nhất trên thế giới mà nhiều cán bộ về y tế phải vào tù vì cái vụ Covid-19 này. Covid-19 nó làm thiệt mạng rất là nhiều người, đưa đến cái tai họa rất là kinh hoàng. Cái số người bị thiệt mạng vì Covid-19 không thể đếm được. Nhưng mà bên cạnh đó, ở Việt Nam thì có một cái hiện tượng là tướng tá vào tù, cán bộ vào tù, bộ trưởng vào tù, vân vân và vân vân, đặc biệt là bác sĩ vào tù hơi bị nhiều thưa quý vị trong cái vụ Covid-19 này. Và nhìn những cái hình ảnh của những ông bà bác sĩ ngồi trong này, ngồi trước tòa, trên tờ báo này chụp hình, họ không dám nhìn thẳng vào camera, họ cứ nhìn ngang nhìn dọc, và dĩ nhiên là rất là buồn. Mình cảm thấy rằng cái đạo đức nó suy đồi quá, không còn cái gì có thể là đạo đức. Là người ta vào một cái bệnh viện, người ta hy vọng cái tình thương có ở nơi đó là các bác sĩ chữa trị cho người ta, nhưng mà thật sự ra thì khi vào bệnh viện, chắc có hoàn cảnh như bệnh viện Thủ Đức đây, của hoàn cảnh của cái dịch Covid-19 đây, người ta nhẹ nhìn thấy những cái con cá mập nó chờ sẵn cái miệng nó ra để mà chờ sẵn nạn nhân vào, và nó có thể thủ lợi bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, bị cáo Lan Anh bị cáo buộc đã ký 8 hợp đồng mua bán ký test Covid-19 của Việt Á với công ty Nam Phong. Bị cáo Lan Anh nói rằng thời điểm dịch bệnh căng thẳng 24 giờ trong ngày, bị cáo đều không thể ngủ được, phải nghe điện thoại liên tục, dẫn đến không có một chút thời gian rảnh rỗi nào để đọc hồ sơ thầu. Có nghĩa là thứ chẳng thầu cho nó có gọi là nó có vẽ vậy thôi, chứ còn thực sự là họ đã cấu kết với nhau, họ đã ăn chia rồi. Thưa quý vị, sau một ngày xét xử, tòa án quyết định án kéo dài và tuyên án vào ngày 18 tháng sau, thì chờ xem là những ngày sắp tới xem là các bố sẽ tuyên án nhau như thế nào. Nhưng mà dựa trên những lời khai này, người ta nhìn thấy rõ là cái tinh thần làm việc của cán bộ nó như thế nào. Thưa quý vị, có lẽ chúng tôi sẽ tạm ngừng phần 1 của chương trình Đọc Báo Vẹm nơi đây, và Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 sau phần quảng cáo. Chiếc xe SUV 3 hàng ghế với chỗ ngồi nào cũng là chỗ ngồi hạng nhất, chiếc Lexus TX đầu tiên. Được 750 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 TX 350 All-Wheel Drive. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe của quý vị, ghi danh để bảo vệ sức khỏe gia đình của quý vị. Bảo hiểm sức khỏe hiện đã có giá phải chăng hơn nhờ vào luật mới. 4 trong 5 khách hàng có thể tìm được bảo hiểm chỉ 10 đồng một tháng hoặc ít hơn. Gọi 1-800-318-2596 ngay hôm nay. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160 mg, Mojuku 80 mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40 mg, Cordyceps
Sinensis Powder 10mg. Nekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Kaiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Kaiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Nguyễn Khôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹn tuần này. Và thưa với quý vị, cũng như phần thứ nhất là hôm nay thì chỉ có mình Nguyễn Khôi đọc báo thôi. Những cái chương trình mà hai người đó thì bao giờ nó cũng sống động hơn. Một người thì làm nó không được sống động như hai người. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống của chúng ta thì nó có những cái thực tế mà chúng tôi chỉ có thể tiếp tục phục vụ quý vị, chia sẻ với quý vị những bài báo hàng tuần trong chương trình Đọc Báo Vẹn một người mà thôi, thì quý vị cũng thông cảm cho. Tại vì đôi khi thì Nguyễn Khôi về vấn đề sức khỏe chẳng hạn như vậy, hoặc Hoàng Tuấn về vấn đề bận công việc, cho nên không thể mà hai người ngồi chung với nhau để thực hiện một lúc được. Đây là phần 2 của chương trình, và thưa quý vị, trong tờ Vietnamnet, Nguyễn Khôi đọc có một cái bài như thế này: kiểm tra việc kê khai tài sản với 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản thu nhập đối với 116 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Qua kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức. Kiểm tra 116 cán bộ thì là đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức rồi, thưa quý vị. Tức là ông nào cũng sai, bà nào cũng sai cả, tổ chức nào cũng sai cả. Chiều 13 tháng 6, Thường trực Ban Bí thư Cường làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và một số lãnh đạo thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rôn cho biết thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp phát sinh từ lâu đã được kiểm tra kết luận xử lý dứt điểm, hoặc là những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt khép kín cũng đã được phát hiện kiểm tra xử lý kịp thời, tức là các vụ án rất là kín với nhau, và vì là những việc chuyên môn cho nên nếu mà không có chuyên môn đó, không biết rành về công việc đó thì rất là khó mà có thể tìm ra những cái sai trái trong đó liên quan tới vấn đề mà tham nhũng, hối lộ, bẩn thỉu của các cán bộ đảng viên. Thì thực sự đang chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ việc đầu tiên á mà mình phải kiểm tra đó, những người đầu tiên mà phải kiểm tra đó là chính là những cái ông bà làm việc trong những cái ban bộ này, thưa quý vị, chẳng hạn như Ban Bí thư ông Lương Cường vân vân, hay là ông bà Trần Cẩm Tú, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, một số lãnh đạo thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thì những người mà đầu tiên mà cần kiểm tra Trung ương kiểm tra là chính là những người này, để xem họ có thực sự là những người đàng hoàng, những người đứng đắn, những người trong sạch và những người có đủ trình độ đi kiểm tra những người khác hay không. Tại vì Nguyễn Khôi thấy là những ông kiểm tra ở trong cái chế độ cộng sản là những ông ăn nhiều nhất, bẩn nhiều nhất, tập trung nhiều nhất. Tại vì ông kiểm tra bằng với nó, ông kiểm tra là đầu tiên là cán bộ nó phải lo, nó hối lộ cho các ông rồi. Mà nếu mà nó không hối lộ thì nó sẽ bể tùm lum hết, mà nó bể tùm lum thì nó sẽ bể lớn. Cho nên cái tốt nhất là mình bịt ngay từ đầu, bịt mỗi bịt ngay từ đầu, bịt ngay miệng mà hối lộ là hối lộ ngay mấy ông kiểm tra này chắc ăn nhân. Cho nên cũng như vậy thì thưa quý vị, theo chúng tôi đề nghị với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng hay là Ủy ban Trung ương Đảng hay gì đó, whatever, thì những cái người mà đầu tiên cần phải kiểm tra là chính những cái người đi kiểm tra người khác như thế này. Thực sự mấy ông có đàng hoàng không? Mấy ông trong sạch không? Mấy ông có từ xưa giờ không gọi là tay nhúng chàm hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng nói là anh nào mà nhúng chàm là biết điều thì rút lui đi, tự rút lui đi. Thì chính các ông nên rút lui đi. Thực sự là cho đến giờ này, người dân trong nước và mọi người, những người mà có một chút nhận thức thì ở trong nước cũng như ở hải ngoại, những người Việt Nam tôi muốn nói tới thì đều đồng ý một câu là nó đã giàn dối, nó hư ngay từ trên rồi.
thì lấy gì mà từ trên kiểm soát nhớ được. Thưa quý vị, cái anh ăn cướp mà nó đòi nó đi thanh tra cái anh ăn trộm thì tội nó còn nặng hơn cái anh ăn trộm nó nhiều, nó phải bây giờ là bảo nó điều tra thì bao giờ thì mới hết ăn trộm, mới hết trộm cướp đây thưa quý vị. Cho nên vào rất là khó, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là việc kê khai tài sản. Người ta nói rằng là cán bộ bây giờ giàu có khóa, giàu có thì phải có tiền bạc, tiền bạc thì ở đâu ra, tiền bạc thì lương thì xin lỗi quý vị chứ không có đủ sống nữa, không có đủ trả tiền học cho con nữa, hoặc là có những cán bộ mà nó kể về cái mức lương đó thì không đủ nuôi vợ nuôi con là vì con hơi đông chẳng hạn như vậy, hoặc cái nhu cầu hơi nhiều cho gia đình hơi nhiều, nhưng mà cán bộ nào có một chút quyền lợi, có một chút quyền trong tay là đều giàu ụ lên so với những người dân bình thường. Và cái đồng tiền đó người ta đặt câu hỏi là tiền đâu mà có, thì đầu tiên có một số ông thì bảo là tiền đó, của nó là cha mẹ để lại cho. Nhưng nó điều tra ra thì cha mẹ hồi đó là cũng chẳng làm gì cả, làm nông dân, và đa số thời trước thì mọi người đều nghèo như nhau, nhất là bố cán bộ thành phần bần cố đông thì làm sao mà có tiền mà để lại cho con. Rồi thứ nhất. Rồi thứ hai họ bảo họ để dành họ bao nhiêu năm chạy xe ôm, tức là cái nghề mà không kiểm soát được, không phải đóng thuế, làm chửi đó không phải đóng thuế, nuôi heo không phải đóng thuế, không khai báo gì cả, cho nên bây giờ họ không có hồ sơ, không kiểm tra được và họ làm những nghề đó. Thì bây giờ nhà họ giàu kếch xù lên thì thưa quý vị kiểm tra cái kiểu đó thì bao giờ nó mới ra được. Rồi chính vì người dân người ta than phiền như vậy, họ mở ra những cái cuộc gọi là kiểm tra kê khai tài sản, thì đồng ý là kiểm tra, nhưng mà những cán bộ họ ăn, họ chắc họ cũng như biết một điều, ăn vụng thì phải chùi mép, chứ họ chùi mép rất là khéo. Bằng cách là gì, những căn nhà mà người ta cứ tưởng là của ông A bà B tỉnh ủy rồi hay là chủ tịch vân 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 vân, thực sự ra không có phải là của mấy ông bà tỉnh ủy hay là mấy ông bà chủ tịch đó hay mấy ông bà ủy ban đó, mà là của ai, là của vợ họ, của con họ, của bố vợ họ, của mẹ vợ họ, hoặc là của cháu họ, hoặc là của anh em vân vân, của người nào đó người, chứ không phải là của chính họ. Mà nếu họ không có gì, tài sản họ rất là thanh mệ thanh mạch, họ có nhà, nhà thì ở nhà 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 của nhà nước chẳng hạn như vậy, hoặc là ở nhà mướn chẳng hạn như vậy, mướn của ông A và B, cái nhà đó thì ở là tôi đi mướn rồi, mướn cái giá rất là rẻ tại vì nhà đó của bố mẹ tôi, và vì không phải của tôi không, cái người đứng tên căn nhà đó không phải là cán bộ, thì mình lấy cái tư cách gì để mà đi đi kiểm tra cái vấn đề tài sản của cái người đó. Tôi không nhà đâu phải của tôi thì ở mướn, hoặc là bố tôi mẹ tôi cho tôi ở nhờ thế thôi, khi nào mà họ không muốn cho tôi ở nhờ thì tôi phải dọn ra, tài sản phải của tôi chẳng có gì mà để mà kê khai cả. Thế quý vị, xin lỗi quý vị, trong một cái chế độ, một cái xã hội nó là tham nhũng, nó là bẩn thỉu, thì những người mà ăn tham nhũng ăn bẩn thỉu đó đó họ biết cách. Và Việt Nam thực sự người Việt Nam mình rất là tinh khôn, rất là quỷ quái trong lĩnh vực này. Nói các nhiều người nói là cán bộ dốt, nhưng mà tôi nói cán bộ không dốt, không thích bản đi sự dốt thì nó chỉ ngu thôi, chứ nó không có dốt. Ngu là tại vì nó không có học thức, nó không có kiến thức, nó không có lĩnh chuyên môn, nhưng mà nó ngồi trên đầu người ta để mà nó dùng cái quyền đó để mà nó đè đầu cưỡi cổ người ta, hà hiếp bóc lột người ta, ăn gian ăn tham, thì thưa quý vị nó có đầy đủ những cái mánh khóe, nó không có ngu đâu, nó không có dốt đâu. Cho nên mình phải đôi khi đọc những bài báo này mình phải không biết là mình giảm cái tốc độ cười của mình tới đâu, tôi đọc những bài báo như thế này mới khô ngồi tôi cười 15 phút sau khi đọc những cái bài báo như thế này. Đã đề nghị Ủy ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết, thời gian qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp phát sinh từ lâu đã được kiểm tra kết quả xử lý dứt điểm, hoặc đại khái là có những vụ đã khám phá ra từ lâu rồi mà xử hoài hoặc là chưa không chịu đem ra xử. Tại sao không chịu đem ra xử, đã đầy đủ hết rồi, đã đủ, lấy đủ lời khai, đã đến ngày đến giờ theo luật định đó thì mình đưa ra xử chứ, mà tại sao chưa 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 có xử được, chưa dứt điểm được, nó tại vì chia chắc chưa đều chưa đủ, hoặc là phe nhóm người này ăn chịu người kia, ăn chịu người này ngồi đang ngồi còn là chức quyền đó, nhỡ ăn đồ lỡ nhúng chàm rồi mình đang ngồi chức quyền đó mà nó mang ra xử, rồi nó bể tùm lum ra thì làm sao thưa quý vị. Chưa dứt điểm được là vì vậy thôi, nó chồng chéo lên nhau, nó ràng buộc lẫn nhau, nó lôi kéo lẫn nhau,
nó như một cái mớ bòng bong thưa quý vị. Cho nên là nói gì thì nói, nhiều người bảo hy vọng là kỳ này ông Đúc, ở Nguyễn Phú Trọng ông sẽ làm sạch đảng, thì thưa quý vị không có sạch được. Nếu mà đảng sạch thì đảng đã không còn, tại vì nếu mà đảng đảng sạch sẽ như vậy thì không có ai làm việc cả, đơn giản là không ai làm việc. Làm việc để mà làm gì? Làm việc để mà vợ con đói à, đói mèo à, trong khi đó những đứa khác nó được hưởng hết tất cả những cái bổng lộc, những cái tham nhũng hối lộ, nó ăn được mà mình không được ăn, đòi mình sạch, bắt mình sạch. Ồ, chắc cái chuyện đó nó không có trên trần gian này, ai cũng là người phàm cả, ai cũng có tham sân si trong người cả. Vâng, thưa quý vị, đó là cái bài báo vừa rồi chúng tôi gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi có cái tin như thế này của liên quan tới thầy Thích Minh Tuệ. Sự báo đây là báo pháp luật của báo Người Lao Động, mục pháp luật của báo Người Lao Động. Xử phạt một phụ nữ đưa tin sai về việc bộ hành của sư Thích Minh Tuệ ở Quảng Trị. Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên trang mạng xã hội. Một phụ nữ ở Quảng Trị bị cơ quan công an xử phạt 5 triệu đồng. Chiều 13 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà NTTA 49 tuổi, ngụ tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, với số tiền 5 triệu đồng vì thông tin sai lạc, sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội. Trước đó vào cuối tháng 5, 2024, ông Lê Anh Tú, tức là sư Thích Minh Tuệ, bộ hành qua địa bàn huyện Vĩnh Linh. Tại đây giữa lãnh đạo xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh và ông Lê Anh Tú đã có những lời nói trao đổi với nhau và được nhiều người quay video đưa lên mạng xã hội. Qua rà soát, Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Quảng Trị phát hiện không gian mạng có nhiều đối tượng lợi dụng vụ việc trên để chia sẻ, bình luận, xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật và cấp ủy chính quyền và người dân tỉnh Quảng Trị, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hình ảnh của người Quảng Trị. Được biết, ngoài việc xử phạt đối với bà NTTA, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, xử lý 16 trường hợp có hành vi tương tự. Cái vụ thầy Thích Minh Tuệ đi bộ hành đó, thì đã gây rất nhiều xáo trộn trong cái thời gian vừa qua. Xáo trộn đây không phải là xáo trộn về cái sự là không có an toàn của xã hội. Không, chúng tôi thấy này, thầy, chỉ nhiên thầy đi một mình thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà khi có những lúc đông những người khác đi theo thầy, một cái đoàn rất là dài, nhiều khi người có thấy trong hình ảnh trên YouTube, cả 100 người hoặc hơn nữa, một đoàn người rất là dài, thì họ cũng đã ý thức, những người này thực sự phải công nhận là họ rất là ý thức về cái vấn đề làm sao để giữ an toàn giao thông, trật tự xã hội, và hầu như là không có một cái vụ nào mà đáng tiếc nó xảy ra cả, hầu như là như vậy. Người có thấy, người có không biết, nhưng mà những gì người có đọc được, nghe được, thấy được thì không thấy có. Thì cái vụ mà đưa tin như thế này rồi bị đưa ra tòa, bị phạt như thế này, thứ nhất là chuyện nó rất là ngô nghê. Cái chuyện đưa tin trên mạng xã hội thì ai, người ta cứ đưa tin rồi mình là người nghe. Nếu mà trừ những cái tin lớn mình nói chuyện, trên những cái tin mà nó bình thường như thế, tin xã hội như thế này mà người ta có cái hình ảnh rõ ràng, chẳng hạn như quay cái hình ảnh mà thầy Thích Minh Tuệ mà người ta chặn lại, người ta làm khó dễ, hay là cán bộ hay người này người kia mà có những cái lời nói không đẹp, cách thì không đẹp, rồi người ta bình phẩm, thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên trong cái xã hội tự do. Nếu mà mình đã nhận mình là một đất nước tự do, mình có dân chủ vân vân, thì người dân có quyền phát biểu họ, và trong luật pháp, trong hiến pháp cũng vậy thôi. Họ trừ khi nào mà họ gây hấn, họ làm thiệt hại đến quyền lợi mà thanh tra của người ta, mà với cái ác ý. Còn đây, vì anh làm cái chuyện này, vì anh nói cái lời này, tôi không đồng ý với anh, tôi không đồng ý với cách hành xử của anh là cán bộ, anh phải nghiêm chỉnh, anh phải gương mẫu, hay là anh không được hà hiếp người này người kia, người ta chỉ đi, người ta bộ hành, người ta không làm gì hại đến xã hội cả, thì người ta có quyền tự do thi hành người là như đạo, thực hiện cái niềm tin của người ta, thì đâu có gì đâu mà anh phải cản trở. Mà trong khi đó những cái hình ảnh như thế này đang được mọi người dân, người ta rất đông người, người ta đồng ý, người ta tán tụng, người ta ca ngợi, thì những cái việc tốt như vậy thì mình nên làm sao để cho nó tốt hơn nữa thì mới đúng chứ, chẳng hạn như vậy. Thì đối với cán bộ mà đưa những người này ra xử lý về cái tội mà loan tin sai, đưa tin sai, thế nào là sai, thế nào là đúng,
Thế thưa quý vị, các ông cán bộ báo chí nhà nước cũng đưa tin sai hoài, mà thế nào là sai, thế nào là đúng, người ta chỉ đưa tin thôi, người ta có quyền phê bình. Cái quyền phê bình là cái quyền tự nhiên trong cái xã hội, anh làm đúng người ta ca ngợi, anh làm sai người ta bảo anh làm sai, thế thôi, rất là bình thường. Mà tự nhiên đưa ra tòa những cái việc này, không phải đưa ra tòa xin lỗi quý vị, mà đưa ra người ta để mà phạt kỷ luật như này, nó càng làm cho một cái, nó trở nên một cái xã hội nó rất là buồn cười. Buồn cười cái chỗ là tại sao bao nhiêu những cái việc sai trái, bao nhiêu cái tội phạm xã hội nó xảy ra, công an không đi làm lo những cái chuyện đó, lừa đảo trên mạng công an không đi làm cái chuyện đó, mà lại bắt người dân, chỉ vì người dân bày tỏ ý kiến của mình đấy, nó cho rõ là không phải họ đưa tin sai, nó tại vì không sai được, tại vì có bằng chứng, họ quay video họ đưa lên mạng, trong này nói là sai nhưng mà thực sự là họ cũng sai, chứ cái bản tin nói như vậy là cũng sai. Bị phạt đó là tại vì có những cái lời lẽ, những cái nhận xét, những cái phê bình mà theo những người ta là ảnh hưởng đến đến danh dự, uy tín và hình ảnh của người quản trị. Ta cán bộ làm sai thế mới ảnh hưởng như nó, mà ông cán bộ ông vui vẻ, ông đàng hoàng, ông lo trật tự cho dân, cho đường, cho phố thì có gì sai đâu mà ảnh hưởng đến cái danh dự, uy tín của hình ảnh của cán bộ hay là người dân quản trị. Dạ, thưa quý vị, họ chỉ bênh vực cho nhau mà thôi, mà nó càng lố bịch cho càng rõ ràng là cán bộ, hình như là bây giờ công an hết việc gì để làm rồi, cho họ làm những cái chuyện mà những cái chuyện cần làm cho họ không làm, còn những cái chuyện mà cái nhỏ nhặt nó chẳng đáng với như thế này, họ bỏ thì giờ bỏ tâm huyết rồi làm, phạt chẳng bao nhiêu tiền cả, mà rồi phạt cái hình ảnh như thế này, những cái hình ảnh cán bộ công an mà ngồi mà phạt người dân làm những cái chuyện như thế này, nó rất là lố bịch, và nó càng làm cho nó thực sự là những cái này nó càng làm xấu đi, làm giảm đi uy tín đi cái hình ảnh của người, nếu có, của người công an trước mặt nhân dân. Chúng tôi có lẽ xin chào tạm biệt quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đọc Báo Việt Nam tuần này, và hy vọng là chương trình kỳ tới thì sẽ có đầy đủ hai anh em để trò chuyện với quý vị. Chào tạm biệt quý vị.